Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hôm nay ăn gì. Dạ vâng. Đây là một số bọn mình không thể tin được là cái số trước nó lại nhiều view như thế, thôi bây giờ là khoảng 600.000 view rồi à. Dạ vâng, và bộ ba ngày hôm nay lại đang có mặt ở đây để chuẩn bị làm gì đây ạ? Làm phần 2 của series tour những quán đánh giá 1 sao 2 sao, những sao rất là thấp nha. Bọn mình sẽ đi để kiểm chứng xem là tại sao những cái quán như vậy nó lại bị đánh giá thấp đến thế, và nó có thật sự để có thể chịu những cái đánh giá đấy hay không. Bây giờ bọn mình cũng đang rất là kiểu hồi hộp, kiểu chờ đợi và sợ hãi. Nói sợ lắm mọi người, đi lại lần 2 thì sợ hơn. Mà có thêm một cái nữa là để tìm được tất cả những cái quán này bọn mình rất là kiểu khó khăn ấy, tìm kiếm rất là kỹ. Nên là mong là mọi người sẽ ủng hộ video này nhá. Bắt đầu thôi. Đồng hành với chúng mình trong video ngày hôm nay đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi 13T. Xiaomi 13T đây là chiếc điện thoại lý tưởng để chụp ảnh. Dòng Xiaomi 13T lần đầu có camera được tinh chỉnh bởi Leica với các bộ lọc mang phong cách riêng của thương hiệu này, giúp hình ảnh trở nên nghệ thuật hơn rất rất nhiều. Đặc biệt là camera sau của Xiaomi 13T hỗ trợ quay video 4K rất là linh hoạt luôn, với camera góc siêu rộng 12 megapixel với tiêu cự tương đương 15mm, được đánh giá lý tưởng để chụp ảnh toàn cảnh và phong cảnh đấy nhá. Hãy tậu ngay một em Xiaomi 13T giá tốt nhất trên thị trường chỉ 9.990.000, lại còn được tặng kèm gói bảo hành premium. Check ngay link dưới comment nhé. Hôm nay ăn gì? Và bây giờ bọn mình đang ở quán đầu tiên, đó chính là quán chả cá Lã Vọng số 14 đường Chả Cá, đúng không? Đúng rồi, chúng mình đã gọi ra một suất, ba suất chả cá. Để trong lúc mà cho thì gà sẽ kể thông tin quán này. Quán này thì có niên đại là hơn nhân đại thâm niên, tức là quán này mở được hơn 100 năm rồi này ạ. Wow. Và ở đây thì có rất nhiều người lớn tuổi người ta ăn, tại vì nãy giờ bọn mình để ý thì toàn là khách trung niên, khách lớn tuổi thôi. Ê, mình cảm thấy như mình đang là một người khách du lịch ở đây vậy. Đó, bây giờ thì bọn mình sẽ đến tiết mục mà các bạn rất yêu thích, đó là hôm nay. Đúng rồi chị. Quán này được 2.4 sao nha cả nhà. Thực sự tệ, quán khá đắt, phục vụ khách không tốt một chút nào. Khuyên chân thành tất cả mọi người là việc lời khuyên đừng tới quán này nữa. Cảnh báo mọi người đừng bao giờ đi ăn ở đây ạ, trải nghiệm quá kinh khủng. Chả cá thì cháy đen, bún thì chua, không ăn nổi. Thái độ phục vụ thì không coi khách ra gì, phàn nàn như ông bố còn chửi cả khách. Ông con trai thì như có vấn đề về thần kinh. Mình mới vào mình gọi 3 suất chả cá, may mà mình có gọi 1 suất không thì tèo. 1 suất mình gọi 200k mà tự ý làm 300k không ăn được cái gì, tự nhiên bực mình. Mọi người lý do tại sao mà bọn mình phải nói thần kinh như thế này, tại vì là anh nhân viên anh ở cạnh ngay đây luôn nên là bọn mình cũng thái. Tồn tại hơn 100 năm, nổi tiếng khắp trong ở đây. Một cái cá visit đấy có tên là gia tộc họ Đoàn ở Hà Nội đã sáng chế ra món đặc biệt là chả cá. Đây là nhà sáng chế ra mọi người. Đây nhà giúp họ Đoàn là cái trong bài báo ấy. Nhà hàng chả cá Lão Vọng đã mở cửa được 5 thế hệ, tồn tại hơn 100 năm nay, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Vì vậy, dãy phố cổ có nhà hàng đã mang tên là chả cá. Chỉ có 3 nhà hàng chả cá Lã Vọng duy nhất ở Việt Nam, không có chi nhánh nào khác. Từ năm 1871, với những thông tin bọn mình tiếp nhận thì chắc là bọn mình cũng xin phép được gọi đây là nhà hàng chả cá đầu tiên. Thế á? Cái gia tộc họ Đoàn này thì mình đã được đọc rất nhiều trên báo chí rồi, nhưng mà mình cũng chưa có cơ hội để tìm được đến quán ăn. Nhưng mà ngày hôm nay người ta gửi cho mình một cái cạnh như thế này thì chắc chắn là người ta phải tự tin vào những thông tin mình nói thì mới dám là kiểu giới thiệu với mọi người như thế. Và thực ra thì nhìn không gian quán mình cũng đã nhìn thấy được cái sự kiểu cổ kính cổ xưa của không gian rồi ấy. Cảm quan ban đầu của mình là quá nhiều dầu. Oh my god. Ý là kiểu cái rau thì là mình nó không kiểu xém cháy được đâu, nó kiểu deep fried. Hoặc là đây là quán đầu tiên người ta làm như thế này, nhưng mà những quán sau người ta phải quản người nên là người ta kiểu đúng rồi bớt dầu đi á. Có thể là sự thay đổi. Đây, bọn mình xin phép được công bố giá của ba suất chả cá. Đoán đi cho mọi người đoán. Mọi người bây giờ hãy pause lại video này khoảng 5 giây suy nghĩ, nếu mà ai cần nhiều hơn thì cứ dừng nhá. Đấy là 170.000 cho một suất chả cá, và mình đã đếm miếng rồi thì 7 miếng cho một suất cho mình có 21 miếng. Lúc mà nói giá mình bị sốc với mọi người, ý là kiểu những cái hàng chả cá trước mình ăn thì cái miếng cá nó sẽ rất là to nha, cái miếng này nó kiểu bằng ngón tay của mình ấy, thật sự là kiểu là như chả cá kiểu mini như này đấy, đúng bằng size của ngón tay cái của mình ấy. Thật sự là chả cá rát vàng nhé. Mắm tôm ở đây kiểu người ta pha với nước rồi sao ấy, nó loãng lắm. Đây, mọi người thấy không? Màu mắm tôm thì khá là đẹp. Chắc là một lời khen duy nhất chị dành cho quán này là lúc chị bước vào đây chú ý xưng
chú với con. Thế được phân con nhá. Mắm tôm hơi mặn nhá. Mắm tôm đúng không? Mắm tôm là người ta chưa chế. Ôi, thằng này ăn thử miếng chả cá chưa? Ăn rồi. Thấy như nào? Bã lắm luôn ấy. Nó rất là lạt ấy. Thật ra thì bọn mình phải thẳng thắn nói với mọi người là nếu các bạn đã từng ăn chả cá ở những địa điểm khác, ví dụ như chả cá Thăng Long, các bạn sẽ thấy là cái miếng chả cá người ta sẽ béo này, người ta kiểu mềm mềm á, chắc thịt lắm á. Tùy đợt cá. Mỡ đang xen với đúng, nhau. Nhưng mà nó được cái là thịt và mỡ đang xen, như ở đây nhá, gần như là thịt không mất mọi người, không có mỡ mà chỉ có dầu ăn ở trong cái chả cá này thôi, khiến cho cái việc mà lúc mà bọn mình trải nghiệm ấy thì thấy miếng cá nó kiểu nó bị khô á, nó như cảm giác kiểu các bạn ăn một miếng ức gà ấy. Ừ đúng rồi. Nó thật sự là, và nó mất cảm giác mình đang ăn một miếng cá béo ngậy ấy. Sao vẫn mặn mày tạt? Chứ không bàn về cái chuyện là quán nào dốt hay là quán nào có trước, quán nào có sau, nhưng đúng mà rồi. Thì với cái trải nghiệm cá nhân của chúng mình thì chúng mình thấy là cái cá này thì nó hơi không hợp khẩu vị cho với bọn mình lắm. Đi quay cái tour này ấy, mình đã kiểu không expect là hôm nay mình sẽ được ăn ngon rồi ấy. Nhưng mà thật sự là đến đây mình mới biết là đây là cái hàng gốc đó mọi người. Là cái hàng gia tộc họ Đoàn ấy, thì mình tò mò xem là vị nó như nào mà lại bị chê như thế đúng không? Có một miếng em vừa ăn cũng mềm phết. Thế là hay do miếng nè. Chất lượng cá chắc là không đồng đều á mọi người. Nhưng mà có mình đọc comment á, mình cũng phải bênh là có rất nhiều người comment là chất lượng rất ngon, nhưng đến khi mà mọi người sau nhiều năm cũng quay lại thì cảm thấy là chất lượng không còn được như trước. Tại sao ta? Cái độ của nó hơi tệ đi. Thì mình nghĩ là thay đổi người làm ấy. Ví dụ ngày trước là đời bố mẹ đi, ông bà đi thì người ta sẽ có những quy tắc riêng, nhưng mà đến đời con thì người ta sẽ có những sự thay đổi, và có thể là thậm chí là chất lượng cá người ta cũng có thể có sự thay đổi nên dẫn đến câu chuyện như thế này. Nhưng mà thế thì nếu như mà đúng như thế thì mình thấy khá là tiếc, tại vì là một món rất ngon nhưng mà lại không thể lưu truyền được rất nhiều đời. Đúng. Và bây giờ đến hiện tại là đời thứ 5 rồi thì mình nghĩ là chắc chắn là đã có nhiều sự thay đổi rồi. Nói chung là với mình thì có hai điều phải confirm là ở đây nó đắt thật nha. Về thực nhân viên đây thì mọi người có trong cái đánh giá là kiểu không được nhiều, không được tốt lắm, nhưng mà với trải nghiệm cá nhân mình hôm nay thì mình thấy là anh ấy cũng ok ha. Anh ấy cũng phục vụ chúng mình rất là ok nên không vấn đề gì vì thái độ nhân viên cả. Thì là đúng là với cái chất lượng này, mức giá này thì thực sự là nó không xứng đáng nha. Quá đắt luôn đấy. Ý là nó có thể là 510 nhưng nó phải ngon xuất sắc. Đúng rồi. Nhưng đây đã 510 lại còn không được. Nói chung là mọi người hiểu cái cảm giác mà buổi sáng chưa ăn được cái gì vào bụng, xong tự nhiên đi bắt đi mất 510 mà. Mất 510 xong kiểu đang đói không? Đang đói xong kiểu ăn không ngon mình sẽ bị cọc ấy, mình sẽ kiểu bực mình ấy, mình sẽ kiểu sao nhở? kiểu thế. Nói chung là đây là một trải nghiệm ăn để cho biết là quán gốc như thế nào thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không quay lại nha. Mình sẽ ra đường thành nha. Với mình thì mình thấy là 2.4 sao là con số quá cao nha. Nếu như mà góp ý cho quán này thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ bớt dầu đi, bớt dầu đi và nó béo hơn. Thằng lắm đấy. Thằng lắm luôn đấy. Quán thứ hai đó chính là quán cơm Minh Hiền, 7 là Bùi Thị Xuân nha mọi người. Đó thì ở trên Google chỉ có một đánh giá duy nhất và là một sao của bạn Miku. Ôi nhìn nó dài vãi. Ôi nó dài như một cái sớ ấy mọi người. Mình kiểu uầy, cái này bằng 10 đánh giá cộng lại. Thái độ phục vụ cực kỳ chán. 7 năm mình ăn ở đây chưa bao giờ mình nhìn thấy nhà này nở 1/4 nụ cười gọi là nhếch mép hay là hở một mẩu. Nhưng tại sao lại ăn 7 năm không? Không thích nhưng mà ăn 7 năm. Đấy. Mình đến đây ăn một suất ít cơm, nhiều rau luộc, 1-2 miếng đậu sốt và lèo tèo vài miếng thịt luộc cùng bát canh là hết 50.000. 50.000 thật ra bình thường bây giờ công suất cũng sẽ khoảng tầm đấy mà đúng không? Xong bắt đầu chị recommend một quán cơm khác, mình sẽ không tiện nói tên ở đây. Đấy rồi. Đấy, thì ngày hôm nay chúng mình gọi ra đây rất là nhiều món. 50.000 một người, nghĩa là trên bảng chúng mình là 250.000. Có gà này, có sườn xào chua ngọt này, có trứng, đúc thịt, có lạc, có kinh mỏng tơi cua. Kiểu thái độ phục vụ thì mình cũng không biết, tại vì mình chưa thấy chị nhân viên thấy. Cũng dễ thương mọi người, dễ thương. Hay tại bọn mình dễ thương. Điểm cộng đầu tiên, quán này rất nhiều món, từ thịt, cá, trứng, sườn, tôm, các thứ, tôm rất là đa dạng. Bị một cái là quán hơi bé thôi nhưng quán mà rất là nhiều người làm, chắc là làm ăn phòng ha. Quán đúng kiểu ngày xưa mọi người kiểu lô cốt, kiểu thấp trần trần. Đây cho xin bát cơm nào. Nhưng mà vào quán là mình đã để ngay đến phần sườn xào chua ngọt. Mình cũng thế. Ê, mình để ý đĩa lạc, mình chưa bao giờ thấy cái lạc nào to như cái lạc nhà này luôn ấy. Cái lạc to như cái hạt đậu luôn ấy mọi người. Nào, mình chắc chắn phải ăn sườn xào chua ngọt. Miếng nào nhìn cũng rất là bắt bóng bẩy. Bóng bẩy. Mời mọi người nhá. Giây phút của sự thật. Ngon đấy. Ngon đấy. Khác giống thịt kho nhỉ. Đúng không? Cái mùi ấy mọi người ăn rất giống mùi của thịt kho nhé, không hiểu là sao. Mùi ngũ vị hương. Cái này ở nhà là hết mấy nồi cơm không ạ?
Bảo sao chị kia phải ăn ở đây 7 năm theo hợp khẩu vị á. Ở đây cái thớ thịt nó rất là mềm và mỏng nha, nó không hề bị khô mà kiểu như là ra trên cả lạc cả mỡ lắm, nhưng ăn không bị ngán cả nhà. Thôi phim này quá. Lấy cái dưa chua này chấm với cái nước thịt xương xào ấy. Ngon nhờ. Cuốn lắm, nó kiểu chua chua nó ngọt ngọt cuốn lắm. Thật sự rất ngon. Ừ, ngon. Ăn thử miếng trứng, nhìn đẹp cực mọi người, nhìn này. Thấy rõ là trứng nước thịt ấy. Luôn nhá. Trứng để lâu nên là chắc là cũng bị hơi tanh một tí xíu. Mình nghĩ là nếu mà 250 trong mâm cơm này thì nó không phải là đắt ấy. Tại vì bây giờ tính xem đi, bây giờ đi ra chợ mua đồ về nấu thì cũng tầm vậy à. Thật ra mình nghĩ là đắt hay rẻ là tùy theo cái mức thu nhập của mọi người đánh giá ấy. Còn với bọn mình lại cảm thấy là nó kiểu vừa phải. Ý là chê, chịu anh nghèo. Nãy anh cameraman vào đây chúng mà hoa trong rơi mâm này á, đắt tết. Vả luôn rồi, anh camera là tế mức thu nhập mỗi người. Anh hiểu rồi nhá, ok. Anh đồng ý với quan điểm của em. Là kho ngon nha. Ngon hả? Trong bánh gà nó cũng kiểu rất là bóng nha cả nhà yêu. Giống mẹ chị làm, mỗi lần mặn hơn. Thế ăn vừa cơm hả? Ôi mình chỉ thích ăn sườn thôi ấy, xin lỗi cả nhà nhá. Thôi mình thử ngồi đây nửa tiếng thì em bị đuổi. Ai đấy? Tao thách. Mình nhận ra là thật ra là tất cả các hương vị ở đây nó đều giống với những cái cơm, nhà. Cơm khác. Nó đều giống, nó vẫn là hương vị đấy, nó vẫn là sườn sàn trong ngọt, vẫn là thịt kho, vẫn là trứng rán, nó không quá là đặc sắc, nó cũng không phải là tệ mà. Và mình cảm thấy là nó vẫn ngon. Ôi trời, giật cá mình. Ngon. Ăn lấy cá đi. Ê ngon. Còn ngon nha. Quả lên nướng ngọt ngon cực. Bảo sao nhiều người ăn. Cái cu ấy, em và chị em ăn 7 năm. Được không? Ngon nha, xanh ngon nha. Chị để chắc là ăn chút nước mỡ vào thôi. Cái comment. Ôi, chị cu ấy quay lại đi. Ăn 24 ăn quán này, 37 ăn già kia. Ê, cái ngon thật mọi người ơi. Cái ngon thật nha. Có thơm nha. Ngọt mà. Hơi cua một chút xíu. Nhưng mà vẫn giữ vị ngọt. Kênh cua người ta cho cua từng đấy thôi. Người ta bán cơm bình dân, không phải bán cơm nhà hàng. Ok rồi, 250. Nha. Cái bát canh này mày ăn suốt 50.000 người ta vẫn cho mày. Mày đòi muốn tốc bình cua lên à? Chạch băng. Đây ngon quá mọi người ạ. Thì về phía mình sẽ quay lại quán ăn này. Nếu mà kiểu mình đang ở gần cái khu này mà muốn ăn cơm ấy cho nhanh gọn lẹ thì mình chắc chắn sẽ quay lại đây. Tại vì là mình nói thẳng luôn là mình không thấy là thái độ phục vụ quá tệ hay nào cả. Ý là kiểu một quán cơm bình dân thì cũng chỉ cần như vậy thôi ấy. Giá cả với mình thì mình cảm thấy là mình có thể chi trả được như thế với một cái bữa cơm bình dân mà ăn uống chất lượng cũng đầy đặn chứ không phải là lèo tèo với bao vẩn. Và đặc biệt là Doan vẫn còn kiểu ấm 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 phải kiểu lạnh tanh. Bây giờ vấn đề là gì, mọi người nhìn thấy cái lượng khách mà họ quay lại để ăn tiếp quán này là rất là đông. Nhưng mà mình nghĩ là quán này nó vẫn giữ được cái độ nhất định ý. Còn chắc là chị cu kia là chị hơi tương đương vâng bẩn. Thôi bước xúc tín thôi. Nhưng mà mình thấy chất lượng ok. Mình cho 7 điểm. Khen không 7 điểm. Không, chị phải cho 8. Chị cũng phải cho 8. Và đấy chắc là cũng sẽ là quán cuối cùng mà bọn mình quay trong tour ngày hôm nay. Bởi vì hai quán kia bọn mình đến thì một quán thì không tìm được. Một quán thì không cho quay thì, không cho quay. Bọn mình chắc chắn sẽ quay trở lại với phần 3. Nếu như mà tìm Không nhá. Nếu mà tìm được. Nên là các bạn muốn bọn mình quay trở lại với phần 3 thì hãy comment tìm cùng bọn mình với nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.